Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Bầu Bàng tổ chức lễ khởi công cải tạo, nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở Lai Hưng. Trường trung học cơ sở Lai Hưng được xây dựng trong giai đoạn 1993-1994. Theo dự kiến, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, quy mô phát triển của trường đến 33 lớp, học 2 buổi một ngày. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, huyện Bầu Bàng đã cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường trung học cơ sở Lai Hưng. Theo đó, công trình trung học cơ sở Lai Hưng thuộc dự án nhóm B. Công trình cấp 2 có quy mô 4 tầng, tổng diện tích xây dựng 4.605 m2, trên khu đất có tổng diện tích gần 18.000 m2, gồm các hạng mục khối hành chính quản trị, khối phòng học, khối nhà đa năng và phòng bộ môn chiếu sáng cây xanh, với tổng vốn đầu tư khoảng 117 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp hơn 80 tỷ đồng, với thời gian hoàn thành là 412 ngày. Đây là hoạt động của chuỗi sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu sự khởi động phục hồi kinh tế xã hội huyện sau khoảng thời gian dài đối phó với đợt dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư. Chuyển huyện từ trạng thái tích cực phòng chống dịch sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.